hãy đến bên tôi cùng tôi hát ca. Chia sẻ những vui buồn ở trong trái tim ấy. Hay sao có mưa giông bão buồn vây quanh, hãy nhớ luôn còn có tôi mãi đứng đây. Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với Podcast Tập Làm Người Lớn. Và mình là Kim Anh. Đây là nơi mình chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của bản thân, những câu chuyện về sự trải nghiệm trong hành trình trưởng thành và lớn lên của mình. Dạo này mọi người xung quanh mình hay bị ốm lắm, không biết có phải đang có dịch bệnh gì không nữa, nên các bạn đừng chủ quan mà hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Từ những năm trung học, mình là một đứa hầu như cái gì cũng biết một chút, nhưng lại không đặc biệt giỏi hay xuất sắc ở bất kỳ mảng nào. Mình cũng là một người không để ý quá nhiều đến tiểu tiết, cũng không có tính cạnh tranh cao, nên đúng nghĩa mình rất yên phận. Khi thấy sự tài giỏi của những bạn xung quanh, đương nhiên là mình có cảm thấy ngưỡng mộ, vinh dự và vui mừng chứ. Mình cảm thấy vui mừng vì sự xuất sắc đó, vì có thể làm bạn với những người tài giỏi như vậy. Mình nghĩ là việc trở nên tài giỏi, trở nên xuất sắc, trở thành con nhà người ta trong mắt mọi người, ai cũng muốn thôi. Mình cũng muốn chứ. Nhưng tuyệt nhiên, mình chưa bao giờ đặt nặng vấn đề đó, cũng như chưa bao giờ cố gắng ganh đua để chạy theo những thứ thành tích. Không thể nói việc ganh đua là tốt hay xấu, vì nó còn tùy vào từng trường hợp, tùy vào từng mức độ. Nếu như ganh đua với mục đích tốt, cố gắng phấn đấu để bản thân trở nên tốt hơn mỗi ngày, thì việc ganh đua hoàn toàn là một đòn bẩy cực kỳ hữu dụng và tuyệt vời cho sự phát triển của bản thân. Còn nếu như cứ yên phận, cảm thấy ổn với những điều đang có, như mình chẳng hạn, thì sẽ không quá áp lực, không quá vất vả và cũng đỡ nặng đầu hơn một chút. Nhưng mà điều này lại không tốt cho sự phát triển của chúng ta một chút nào. Không cạnh tranh không đồng nghĩa với việc không có chí cầu tiến. Nhưng vì cái mức độ của sự cạnh tranh quá thấp nên không thể thúc đẩy chúng ta sử dụng hết nguồn lực, hết tiềm năng mà chúng ta đang có. Quay lại việc mình từng là một người cái gì cũng biết một chút nhưng lại không đến đâu. Ngoại trừ việc lâu lâu mình sẽ cảm thấy bất lực vì không thể làm được trọn vẹn, không thể làm được tốt hơn. Nhưng mà hầu hết cái cảm giác đó nó chỉ thoáng qua một chút rồi thôi, sẽ rất nhanh nguôi ngoai, và rồi mình sẽ dễ dàng cảm thấy ổn với điều đó. Cho đến một hôm trong tiết học công nghệ, thầy giáo đã nói với chúng mình: xã hội bây giờ người ta cần những chuyên gia, những người am hiểu sâu sắc về một lĩnh vực nào đấy, chứ không cần những nhà bác học. Mọi người cảm thấy như thế nào về câu nói này? Mọi người là người có hiểu biết sâu rộng ở nhiều mặt trận, hay là một người chuyên về một lĩnh vực nào đó? Đừng ngại mà hãy chia sẻ cho mình biết với nhé. Không sao đâu, cứ từ từ viết, mình đang đợi nè. Thật lòng khi nghe thầy nói câu này, mình đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng rồi nhỉ. Vậy thì mình phải làm sao khi mình chỉ là một người có thể hiểu biết mọi thứ như một người qua đường như vậy? Nếu là mọi người thì mọi người sẽ làm thế nào? Về phần mình, đúng là sau câu hỏi đó mình đã rơi vào trầm tư vài ngày. Nhưng mà không lâu sau mình lại cảm thấy ổn, lại tiếp tục làm thinh, tiếp tục sống cuộc sống thường nhật của mình. Nhưng mà có điều là câu nói đó đã đọng lại trong mình, tạo cho mình một cái mindset theo mình cho tới tận bây giờ. Với những thứ cho dù mình biết đó là gì đấy, nhưng mình sẽ không còn chủ động thể hiện ra như lúc trước nữa. Vì mình nghĩ đó không được gọi là hiểu biết thật sự. Chỉ khi đạt được một mức độ nào đó thì mới thật sự xứng đáng được gọi là có hiểu biết. Và xung quanh mình sẽ có những người hiểu rõ hơn, am hiểu hơn, nên mình không muốn múa rìu qua mắt thợ như thế. Cho đến một vài hoạt động và buổi workshop gần đây, một lần nữa cách suy nghĩ của mình lại thay đổi. Mình nhận ra rằng, ít nhất ở ngành nghề nghệ thuật mình đang theo đuổi hiện tại, việc có nhiều hiểu biết, nhiều kỹ năng, nhiều tài lẻ rất rất quan trọng. Và nếu chúng ta giỏi hay xuất sắc thì càng tuyệt vời hơn nữa. Khi mà mình thấy một ai đó có thể làm được những điều mình không thể, chưa cần biết trình độ của họ như thế nào, nhưng chỉ cần mình thấy được họ làm điều đó cũng đã đủ làm mình cảm thấy trầm trồ, thích thú và ngưỡng mộ rồi.
Chẳng hạn như mình cực kỳ thích và ngưỡng mộ những người có thể chơi được nhạc cụ. Chơi được nhiều loại nhạc cụ thì mình càng ngưỡng mộ hơn nữa. Bởi vì mình đã từng thử tiếp xúc với khá nhiều loại nhạc cụ như là guitar, ukulele, organ, kalimba. Nhưng mà chưa kịp bắt đầu mình đã nản rồi. Chỉ dừng lại ở những thứ cơ bản nhất và không đủ kiên trì để tự mày mò. Vậy mà mình đã biết rất nhiều người có thể tự tìm tòi, học hỏi mà còn chơi được rất giỏi và nhiều loại nhạc cụ. Nói đâu cho xa xôi, một người rất gần mình luôn đó là em gái mình. Hồi đó em mình có đi học organ được một thời gian, nhưng rồi sau đó cùng nghỉ và tự học. Chưa kể em mình còn tự học và chơi được guitar, ukulele rất giỏi nữa. Ở End of Idol cũng có rất nhiều tài năng mà có lẽ bạn đã biết rồi, cũng có thể chưa biết đấy. Chẳng qua là các thành viên chưa có dịp hoặc là chưa đủ tự tin để thể hiện ra thôi. Nên mọi người ơi, xin hãy tiếp tục dành tình yêu và theo dõi chúng mình nhé. Còn trong cuộc sống thì sao? Mình cảm thấy việc biết nhiều điều hay giỏi nhiều thứ đều có tầm quan trọng riêng của nó. Quan trọng đến nhường nào còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố xung quanh khác. Để lấy một ví dụ đơn giản cho mọi người dễ hiểu nhé. Tại sao có những người chuyên chụp ảnh hoặc yêu thích chụp ảnh lại chọn mua những chiếc máy ảnh cồng kềnh nặng nề thay vì những chiếc điện thoại thông minh? Hay tại sao có những người cũng làm những công việc cần sử dụng quay phim chụp ảnh khá nhiều nhưng vẫn chọn một chiếc điện thoại cho mình? Hay cùng là nấu ăn, nhưng ở các gia đình các bà mẹ thường chọn các loại máy tích hợp nhiều chức năng, nhưng các đầu bếp lại chọn các loại máy chuyên dụng. Nên là với các loại máy, các loại công cụ, thì tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, chúng ta sẽ có những lựa chọn khác nhau. Vậy còn bản thân chúng ta thì sao? Tùy vào từng ngành nghề, tùy vào từng phòng ban, tùy vào từng công việc chúng ta làm mà sẽ có yêu cầu chúng ta cần là một nhà bác học hay một chuyên gia. Nhưng mà mọi người ơi, nếu chưa có những điều này cũng đừng buồn quá nha. Mọi người buồn là mình cũng buồn theo đó. Từ bây giờ hãy bắt đầu mày mò, trau dồi. Tuy không sớm nhưng cũng đâu hề muộn đâu đúng không? Mình cứ bắt đầu thôi. Bắt đầu sớm một ngày thì ngày mình không biết sẽ ít đi một ngày. Nên là đừng có buồn. Buồn vừa hại tâm vừa khiến ta ngày càng tự ti đó. Chúng mình cùng nhau nhắc nhở cố gắng nha. Chúng ta không nên buồn và không có gì phải buồn cả. Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi, chứ không đến nỗi mà buồn hoài đúng không? Mưa nào mà hỏng tạnh. Hôm nay chúng mình cùng trò chuyện đến đây thôi nhé. Cảm ơn mọi người vì đã ngồi lại đây và lắng nghe mình. Nếu có bất kỳ điều gì muốn tâm sự, có những chuyện muốn chia sẻ, hay chỉ đơn giản cần một người lắng nghe, thì mình luôn sẵn sàng ngồi đây và lắng nghe tất cả. Vì vậy đừng ngại mà để lại những bình luận nhé. Mình hứa sẽ đọc hết. Chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ.